Bạn có một đông một tập hợp người mà toàn dạng phải đuổi thôi, lợi nhuận đâu ra hả con, tầm nhìn đâu có, nhưng mà cứ nói hoài. Vậy thì mày phải chiêu binh được kẻ khác, mà chiêu nhầm thì đời mình ăn túng con ạ. Thì tự nhiên trong quá trình chọn nhầm thì nó nảy sinh mâu thuẫn các bạn ạ. Trường hợp thứ hai là mình chọn đúng, nó cũng sinh mâu thuẫn, là vì chính cái thằng mình không đạt yêu cầu, cho nên cái thằng nó rất quân tử. Như nó, hai thằng đều đệ của mình, thôi hai thằng chém nhau, nó chém nhau xong nó khinh bỉ mình luôn, vì mình hóa tưởng mình ngon, hóa ra mình bị non. Vậy thì nếu trong quá trình sử dụng mà nó xuất hiện cái này thì các bạn giải quyết nó thế nào? Đấy, chứ không phải cứ chọn xong là nó chạy do. Nó chạy xong thì ắt bạn sẽ có lợi nhuận. Vậy thì phần 1, tổng quan cái. Tổng quan số 1 là cái tổng quan tôi vừa định nói. Mày mâu thuẫn thì đuổi đi. Ở đây khốn nạn, không đuổi được. Vì không đuổi được chứ nên mới phải giải quyết. Đấy, nó đặt ra vấn đề như vậy. Nhưng tại sao không đuổi được? Thì vấn đề số 1, tầm quan trọng, tức là tính cần thiết của giải quyết mâu thuẫn ấy các bạn ạ. Tầm quan trọng của mỗi quan hệ tốt đẹp. Thì cho tôi vài cái ý để thuyết phục các bạn một tí. Bởi vì dưới góc nhìn tích cực ấy, thì tí chúng ta thấy cái mâu thuẫn ấy, tức là gọi là xung đột ấy, quản trị xung đột ấy, thì cái xung đột nó có hai tác dụng chứ không phải một. Tác dụng bên trái ấy, là nó đập nát công ty, đập nát gia đình ấy. Nhưng tác dụng bên phải ấy, thì nó lại làm cho công ty tốt lên. Khi mâu thuẫn vì năng lực, tôi năng lực cao mà đi làm việc với một thằng cùng ra một quyết định năng lực thấp, hai thằng mâu thuẫn này, mâu thuẫn đến tận cùng của tận cùng, thì cái mâu thuẫn ấy nó đem lại cái thằng có năng lực như tôi ấy, triệt tiêu cái ngạo mạn, và cái thằng năng lực thấp hơn ấy thì nâng được năng lực lên. Cho nên mâu thuẫn trong công việc nó sẽ đẩy công ty lên. Mâu thuẫn là động lực của phát triển, nhưng mâu thuẫn mà mang tính chất cảm xúc chứ lại không phải từ năng lực, không phải từ IQ mà EQ, thì năng lực ấy nó phá nát gia đình, phá nát công ty. Vậy thì nếu mà mình chẹn được cái đường liên thông này thì mâu thuẫn về cảm xúc luộc, nó cũng giống như rủi ro mà thấp quá thì ắt lợi nhuận sẽ về không. Vậy thì quản trị rủi ro là đẩy rủi ro lên, nhưng nó quá điểm tối ưu thì kéo nó về. Vậy thì gia đình bạn vì vấn đề hạnh phúc mà cãi nhau bằng lý trí, mỗi lần cãi nhau xong mới thấy công nhận tao nóng quá, thế xong đó công nhận cãi nhau thì mới hiểu thằng chồng hơn và hiểu con vợ hơn. Cứ sau mỗi lần cãi nhau thì cái hiểu nhau nó tăng tầng lên. Nhưng nếu chỉ vì cảm xúc thôi, hầu như bỏ nhau xong đến lúc già chị kể với con, đúng là trẻ con quá, lãng xẹt à, toàn ba cái câu rẻ rách, thế mà cuối cùng hỏng hết, làm cho đời chúng mày không có cha. Vậy thì cái lợi hại của một mối quan hệ tốt đẹp, đó là nếu anh biết tranh luận về lý trí và anh muốn, anh biết loại bỏ về cảm xúc, thì cái quan hệ ấy nó tốt đẹp thì nó đem lại cái sự phát triển kinh lắm. Thấy chưa? Vậy thì thuyết phục các bạn tí. Và cái mối quan hệ mà chúng ta muốn cho nó tốt đẹp, trước khi cho nó tốt đẹp thì các bạn hình dung rồi, nó có hai cái nhóm quan hệ chằng chịt thế này, và nó đan vào nhau rất khó phân biệt. Một, đó là quan hệ chính thức. Thì tí nữa ông nào làm mà không yểm trợ thằng kia, thế là sinh chuyện đấy, có gì đâu. Nhưng tí nữa cái quan hệ mà phi chính thức nó mới tẩm. Và mối quan hệ nào cũng có thể mâu thuẫn. Tí nữa chúng ta sẽ có định nghĩa mâu thuẫn luôn. Nhưng mà tạm thời đã. Đó là quan hệ trực tuyến. Cái quan hệ trực tuyến là quan hệ của thằng sếp với thằng lính. Nói ngắn gọn thế thôi, vì chúng ta học sơ đồ tổ chức rồi. Trực tuyến tức là bố mày chỉ nghe một lệnh thôi. Một cái quan hệ thứ hai là quan hệ chức năng. Mỗi bộ phận nó có một chức năng. Nói cho nó ngắn gọn, vì cái chỗ này nó không phải trọng tâm, mà mang tính chất là các quan hệ này nó không đẹp là nó phá vỡ hết công ty à. Bây giờ cái quan hệ thứ ba là quan hệ ma trận. Trong sơ đồ ma trận,
quan hệ ma trận là quan hệ mà cái thằng lính cùng một lúc nó phải nghe thằng sếp số 1 và thằng sếp số 2. Là một cái quan hệ mà vừa phải nghe bộ phận mình mà lại vừa phải nghe thằng giám đốc dự án. Thì sơ đồ tổ chức chúng ta học rồi. Bây giờ có một quan hệ, đó là quan hệ kết hợp. Quan hệ kết hợp là quan hệ giữa, ví dụ thằng tổng giám đốc với thằng trợ lý giám đốc. Thằng trợ lý giám đốc hoàn toàn không phải lính, nó không nghe lệnh. Nhưng khi mà vào tư vấn ấy, thì nó lại là cha thằng giám đốc. Cho nên trong sơ đồ tổ chức ấy, thằng tổng giám đốc nó nằm đây. Xong ở dưới này nó phụ trách tất cả các phòng ban này. Nó phải phụ trách, nhưng cái thằng trợ lý nó nằm ngang đây này. Nó kết hợp bởi vì nó vừa là lính mà nó vừa là cha giám đốc luôn. Và cuối cùng vẫn là quan hệ chính thức, đó là quan hệ giữa các nhân viên với nhau. Cho nên trong công việc của nhà quản trị thì nó thống kê nó cho thấy với năm gạch đầu dòng này thì nhà quản trị ấy, phải dùng trung bình nhé, phải dùng trung bình. Thì bình quân nó thấy một doanh nghiệp xịn nhất thì trung bình giám đốc phải dùng 21% thời gian trong ngày, ngày nào cũng vậy, để đi giải quyết cái mâu thuẫn ấy. Cho nên là các bạn học, các bạn phải vận dụng cơ. Các bạn ạ, từng tí một, từng tí một. Và điểm cuối cùng, PR là một pháp nhân mà đứng đầu PR là có một chủ tịch hội đồng kiêm tổng giám đốc điều hành luôn. Đó là anh Nguyễn Công Trọng. Và toàn bộ địa chỉ, số điện thoại hiện, vì tôi nói ra xong các bạn cũng quên, hiện trên cái màn hình của phần giới thiệu này. Rất cảm ơn các bạn chia sẻ với tôi và cùng chúc nhau sức khỏe, cùng chúc nhau thành công, cùng chúc nhau hạnh phúc cho tất cả các mặt hoạt động, trên các mảng hoạt động của chúng ta. Xin chào. Trường Doanh Nhân PR.